hòa chung không khí tưng bừng mùa khai trường, sáng ngày 26 tháng 8, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức đón tân sinh viên khóa tuyển sinh 2014-2015. Sự bỡ ngỡ xen lẫn niềm vui, sự hồi hộp xen lẫn tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của từng tân sinh viên, bởi kể từ hôm nay, các bạn chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời. Kính thưa quý vị và các bạn, một năm học mới 2014-2015 nữa lại về với tất cả những bạn tân sinh viên đã vượt thành công vũ môn. Và hôm nay, hòa trong không khí vui tươi ấy thì Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức chào đón tân sinh viên. Và bây giờ tôi đang đứng trước khu vực chào đón tân sinh viên của Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Những chiếc áo tình nguyện, những anh chị đang ân cần chỉ bảo cho các em với bước đầu còn bỡ ngỡ thì những thông tin tư vấn là hết sức cần thiết. Và chỉ một ít ngày nữa thôi, khi mà những thủ tục nhập học, những hồ sơ được hoàn thành thì các em sẽ chính thức trở thành những thành viên mới của Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Được biết, trong năm nay, nhà trường của chúng ta sẽ chào đón gần 2.500 sinh viên nhập học hệ chính quy. Theo dự kiến, sáng ngày 26 tháng 8, nhà trường sẽ đón khoảng 1.246 thí sinh nhập học, trong đó có 744 thí sinh trúng tuyển theo khối và hơn 500 thí sinh trúng tuyển theo ngành. Và ngày mai, 27 tháng 8, nhà trường tiếp tục tổ chức đón hơn 1.200 thí sinh trúng tuyển theo ngành nhập học. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tân sinh viên nhập học, nhà trường đã thông báo kế hoạch hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập học trên website. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng kế hoạch bố trí hội trường sạch đẹp, rộng rãi, tạo điều kiện cho các bạn có thể làm thủ tục nhanh chóng, đơn giản nhất. Năm nay nhà trường có những sự thay đổi trong cái phương thức tuyển sinh. Khi mà năm nay là năm đầu tiên mà trường chúng ta tuyển sinh vào lấy điểm chuẩn theo khối thi. Chính sự thay đổi này thì nhà trường cũng đã chuẩn bị hết sức chú đáo cho cái công tác đón tiếp cũng như là công tác hướng dẫn để cho các bạn có thể là thuận lợi nhất trong quá trình đăng ký của mình. Tất cả các bạn tình nguyện viên cũng đều được tập huấn về cái hình thức làm thủ tục hồ sơ nhập học. Nhưng mà chúng ta thấy sáng giờ thì các bạn tình nguyện viên hoạt động hết sức tích cực và cái công tác chuẩn bị của chúng ta cũng là khá chú đáo khi mà toàn bộ cơ sở vật chất cũng như là các cái công tác hỗ trợ cho tân sinh viên nhập học thì cũng được chuẩn bị khá là tốt. Sáng nay thì tất cả công việc đã diễn ra hết sức thuận lợi. Ngay từ sớm, nhiều tân sinh viên và phụ huynh đã tập trung tại trường, xen lẫn niềm vui, háo hức. Các bậc phụ huynh và tân sinh viên cũng có nhiều hồi hộp, lo lắng khi các em bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa nhà và môi trường học tập với thầy cô, bạn bè và kiến thức mới. Chào bạn ạ, bạn có thể nói cho mình biết được là những cái cảm xúc của bạn khi là tân sinh viên và đến với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng được không ạ? Dạ thưa chị, là hôm nay là ngày nhập học nên là nói chung tâm trạng hồi hộp nhưng mà cũng vui. Em là trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển vào ngành nên là sáng nay em đến để đăng ký vào ngành hóa học phân tích. Em cũng thấy rất là hạnh phúc khi là được là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm. Hôm nay thì là ngày đầu tiên được đặt chân vào môi trường này. Mặc dù là trước đây là có đi thi ở đây nhưng mà hôm nay cảm xúc rất là lạ vì được các anh chị hướng dẫn rất là nhiệt tình. Em cảm thấy môi trường này thân thiện. Con chào chú ạ. Và chú có thể nói cho cháu được là chú cảm nhận về cái công tác tổ chức chào đón tân sinh viên của Đại học Sư phạm Đà Nẵng như thế nào ạ? Tôi đi lúc là 3 giờ sáng từ Quảng Ngãi ra. Tôi thấy bước chân tới đây thì là thấy sinh viên năm cũ là mặt áo xanh. Tôi rất bỡ ngỡ tại vì tôi ở trong Quảng Ngãi mà. Rất bỡ ngỡ nhưng mà tới đây sinh viên cũ tiếp tôi và cả đứa con về mọi thủ tục giấy tờ rất tốt. Tôi khen ngợi. Tôi cảm thấy là con tôi học trường này tôi vẫn yên tâm như thế. Ngoài ra, lực lượng thanh niên xung kích được phân công hỗ trợ các tân sinh viên trong quá trình làm thủ tục. Lực lượng này đã rất hăng hái, nhiệt tình, giúp đỡ phụ huynh và tân sinh viên bằng nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn phụ huynh và sinh viên đến địa điểm làm thủ tục, ghi thông tin trên các giấy tờ, hướng dẫn quy trình làm thủ tục nhập học, đăng ký vào ở ký túc xá. Xin chào bạn ạ, và bạn có thể nói lên những cảm xúc của bạn khi đến với tân sinh viên năm nay được không ạ?
cảm xúc của hiện tại của mình thì rất là vui khi được là các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ các bạn và sinh viên mới của trường. Và hôm nay mình làm hướng dẫn cho các bạn đăng ký ký túc xá. Sáng nay thì cũng có rất nhiều phụ huynh và các sinh viên mới đã đăng ký. Hy vọng gặp lại các bạn trong năm học mới. Chúc các bạn có một kỳ học đầu tiên thành công tốt đẹp. Với số đông tân sinh viên nhập học ban đầu còn bỡ ngỡ, những thông tin tư vấn là vô cùng quý giá. Đây là những hướng dẫn cần thiết giúp các bạn hoàn thành thủ tục nhập học, sắp xếp lớp học và phân ngành, đồng thời hoàn thành các công việc cần thực hiện, nhanh chóng ổn định, bắt đầu quá trình học tập tại trường. Kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các bạn, một năm mới nữa lại về mang theo bao nhiêu hoài bão, ước mơ trên con đường tìm đến tương lai của các cô Tú, cậu Tú. Sẽ còn lắm những bỡ ngỡ, những thách thức và những bài học quý giá ở phía trước đang chờ đón các em. Hãy chúc cho tất cả những tân sinh viên của chúng ta sớm hòa nhập được cuộc sống sinh viên phía trước, sẽ thành công hơn trong tương lai trên con đường tìm đến với hành trang vững chãi bước vào đời.